Nhân dân cha và con và thánh thần, Amen. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật cuối của năm phụng vụ. Giáo hội chọn Chúa Nhật cuối của năm phụng vụ để mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ. Bài tin mừng hôm nay khắc họa cho chúng ta một bức tranh hết sức gần gũi và cụ thể để nói lên những tiêu chuẩn của công dân nước trời, của công dân mà Chúa Kitô là vua. Xin mời ông bà anh chị em cùng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang, có hết thầy mọi thiên thần hậu cận người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người và người sẽ phân chia họ ra như mục tử trách tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người bên phải rằng hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy lãnh nhận phần gia nghiệp lĩnh là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đầu yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng lạy chúa có bao giờ chúng tôi thấy chúa đói mà cho ăn khát mà cho uống có bao giờ chúng tôi thấy chúa là nữ khách mà tiếp rước mình trần mà cho mặc có khi nào chúng tôi thấy chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng tôi viếng chúa đâu vua đáp lại quả thật ta bảo các ngươi những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng, Hỡi phường bị trúc dữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước. Ta bình trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu. Khi ấy, người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi biết những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé bọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu kinh thường bà anh chị em hôm nay chúng ta bước vào chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ Giáo hội chọn chủ nhật cuối của năm phụng vụ để mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Trong lịch sử của nhân loại đã nói đến rất nhiều vị vua. Nếu như trước đây khái niệm vua bị giới hạn trong phạm vi quyền lực chính trị hay lãnh thổ địa lý thì ngày nay khái niệm này không những không bị giới hạn mà còn được mở rộng ra nhiều lĩnh vực và phạm vi biên giới khác. Ngày nay, lĩnh vực nào cũng có những ông vua. Lĩnh vực kinh tế chúng ta có vua, ông vua bán lẻ, Sam Walton. Lĩnh vực xa hơi chúng ta có ông vua, Henry Ford. Lĩnh vực thể thao chúng ta có vua bóng đá, Bê Lê. Hoàng đế bóng đá, Bách Canh Bauer hay những vua tốc độ khác. Lĩnh vực ẩm thực, chúng ta có vua đầu bếp, Giang Khen Khúc. Lĩnh vực ca hát, chúng ta có vua nhạc rock, Michael Jackson. Nhưng dù, ở đ... nhưng dù ở thời đại nào, hay trong bất kỳ lĩnh vực gì, khi phong ai làm vua, người ta đều nhắm đến quyền lực, tài năng, sự giàu có và lãnh thổ cai trị đối với Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Trước đây khi ngài làm phép lạ hoa bánh ra nhiều, dân chúng phấn khởi muốn tôn ngài lên làm vua, thì ngài lại trốn lên núi. Cũng như khi tiến vào thành Jerusalem, dân chúng hân hoan cởi áo lót đường, tay cầm cành lá tung hô Chúa là vua, thì ngài vẫn âm thầm không một cử chỉ nào cho người ta thấy Ngài là một vị vua mà chỉ cưỡi trên một con lừa bé nhỏ, yếu ớt. Thế nhưng, khi bị điệu ra trước tòa với thân phận một tội đồ, chân tay bị trói, thân thể rách nát, môn đệ chối bỏ, dân chúng thì khinh khi, các đồ mục thì nhạo báng. Thế nhưng chính trong tình thế cùng cực của sự bi đát, thì ngài lại xưng mình là vua. Như vậy, rõ ràng Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy ngài thật sự là vua, nhưng vương quyền của ngài không thuộc bình diện mà chúng ta thường nghĩ, nhưng thuộc một bình diện hoàn toàn khác, một bình diện vượt lên trên những gì con người thường nghĩ khi nói về một vị vua. Đó là bình diện của tình yêu. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Mắt Thêu khắc họa cho chúng ta một bức tranh về ngày phán xét cuối cùng thật sống động và hết sức rõ ràng. Có điều, sự sống động và rõ ràng này lại làm cho chúng ta hết sức ngỡ ngàng. Chúng ta ngỡ ngàng không phải vì chúng ta không biết. Thật vậy, những hoạt động được nói tới trong bức tranh trong tin mừng hôm nay hết sức gần gũi và cụ thể đối với đời sống con người sở dĩ chúng ta ngỡ ngàng là bởi vì cái quan niệm của chúng ta về hạnh phúc về các thang giá trị của cuộc sống dường như bị đảo lộn nếu như hạnh phúc của cuộc sống trần thế được đánh giá dựa trên quyền lực danh vọng tiền của kiến thức thì hạnh phúc nước trời lại được đo lường bởi tình yêu trong ngày trung thẩm mỗi người bất kể địa vị giai cấp xã hội phái tính sắc tộc hay tuổi thác tất cả mọi người đều được xét xử theo cùng một tiêu chuẩn như nhau mỗi người được phán xét không dựa trên kiến thức hay sự giàu có của họ không dựa trên may mắn hay tiếng tăm mà họ đạt được nhưng dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất đó là tình yêu một tình yêu hết sức đơn giản ai cũng có thể thực hiện được đó là cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống đón tiếp người lỡ đường giúp đỡ những người thiếu thốn thăm viếng người đau yếu và tù đầy điều làm chúng ta ngạc nhiên và ngỡ ngàng là những người được chúa cha chúc phúc đều không nhận biết đích xác điều gì đã được diễn ra trong đời sống hàng ngày của họ nhưng thiên chúa lại biết và ghi nhận tất cả những gì họ đã làm vì yêu thương và ý nghĩa sau cùng của các hành động họ làm chỉ được tiết lộ vào giờ sau hết điều này có nghĩa là cuộc phán xét sau cùng mà mỗi người chúng ta nghĩ sẽ xảy ra đối với chúng ta một ngày nào đó trong tương lai thì thực ra lại là một biến cố thường xuyên hàng ngày trong đời sống những cử chỉ yêu thương khiêm hạ và chân thật lại có một giá trị vô cùng một giá trị vĩnh cửu vào ngày cánh chung thiên chúa chỉ tiết lộ điều đã được che giấu trong mỗi phút giây mà chúng ta đã sống bức tranh cánh chung hôm nay còn tiết lộ cho chúng ta thấy sự hiện diện khó tin của Chúa Giêsu trong toàn bộ lịch sử cuộc sống của nhân loại. Người đã hiện hữu bằng sự hiện diện vô số và ẩn dấu mà chỉ được tiết lộ rõ ràng trong ngày trung thẩm. Điều này cho thấy triều đại và vương quyền của Chúa Kitô mà chúng ta nghĩ sẽ đến vào một ngày nào đó trong tương lai lại đang hiện diện giữa chúng ta. Đời sống vĩnh cửu đã được bắt đầu ngay trong cuộc sống hiện tại. Và mỗi chúng ta đều được chia sẻ đời sống vĩnh cửu, chia sẻ vương quyền của Chúa Kitô ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Như vậy, cuộc quang lâm sau cùng sáng chói trong vinh quang của Đức Giêsu sẽ là bằng chứng cho những sự đến khác bí mật và ẩn giấu nhưng thường xuyên và xảy ra qua những hành động yêu thương. Như vậy, một cách rõ ràng và hiển nhiên, sự hiện diện huy hoàng của Đức Giêsu trong ngày thế mạc sẽ nói lên rằng người không ngừng đến và không ngừng hiện diện trong mỗi người anh em đang cần đến chúng ta. Kính thương bà anh chị em, tôn ai lên làm vua, đồng nghĩa với việc sẽ để vị vua đó làm chủ cuộc đời của mình nhìn vào thực tế của đời sống hàng ngày nhiều người trong chúng ta tự tôn phong cho riêng mình những vị vua khác nhau có người tôn sao phong vua cờ bạc người tôn phong vua nhậu vua dục vọng vua lợi nhuận để rồi chúng ta cho vị vua đó làm chủ cuộc đời của mình chúng ta chỉ sống và hành động theo mệnh lệnh của vị vua này bừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua giáo hội muốn cho tất cả mọi người biết Chúa Giêsu không chỉ là vua của đất nước Do Thái ngày xưa nhưng ngài là vua của toàn thể vũ trụ vương quốc của ngài là vương quốc tình yêu một vương quốc không bị giới hạn trong không gian và thời gian vì thế cho dù chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận thì ngài vẫn là vua của chúng ta chỉ có điều nếu chúng ta chấp nhận là thần dân của vua Jesus thì chúng ta phải để cho ngài làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta phải sống và hành động theo mệnh lệnh của vị vua Jesus. Nếu chúng ta là thần dân của vua Jesus thì sẽ được ngài bảo vệ và yêu thương. Còn nếu chúng ta từ chối không chịu làm vua, không chịu làm thần dân của vua Jesus thì chúng ta tự loại mình ra khỏi tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Xin cho lời của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe luôn là lời cảnh báo và nhắc nhở mỗi người chúng ta trong từng phút giây của cuộc sống. Như tôi đã nói với anh em nhiều lần và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Trung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta, người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người amen